À, thì Trung chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Trung sẽ chia sẻ về một cái bài nói cũng rất là hay ha, về cái trực giác, cảm giác. Thì đối với những người mà bằng nhất là bằng tay nhọn ha, người có bằng tay búp măng, búp nhọn ha, thì những cái người này á, thì thầy đã chỉ một cái cách để cho chúng ta có thể là nắm bắt được những cái cơ hội ma để kiếm tiền và tránh đi những cái tai họa hay là cái gì mà sắp xảy ra ha, mình cũng thể là tránh được. Thì thầy đây có những cái chia sẻ. Thứ nhất, đối với cái bàn tay búp măng thì khi bắt đầu một tháng mới, thí dụ như thầy nói giống như ngày mùng 1, bữa nay mùng 2 rồi ha, thì đầu tháng mới chúng ta về, thế có chúng ta thì ta không đi xem, nhưng mà chúng ta thường thường cái cảm giác ha, thầy nói cảm giác là cái này là thầy Trung nói là 100%, không thể nào sai được. Khi mà đầu tháng mà chúng ta thấy mọi việc cảm thấy vui vẻ, yêu đời, thì chắc chắn là trong cái tháng đó mình sắp sửa có tài. Thì từ từ cái vụ mà gọi là vui ít vui nhiều, nôn nao như thế nào thì nó sẽ có tài. Thầy nói về vấn đề về gọi là cái cảm giác có tiền trước, thì những cái người đón tài trước, thì những cái người giống như mà gọi là trúng độc đắc ha, thì người ta nói thì trong vòng có thể là mình, thí dụ mà thầy nói mình có nhận được số tiền lớn, thì trong vòng một tuần lễ đó thì chắc chắn là nó có sẽ cái niềm vui tự nhiên trong lòng mình, không biết vui cái gì, mình phơi phới, mình cảm thấy mình yêu đời, thì đã cái tin vui ha, nhất là tin mà về tiền bạc ha, là chúng ta rất là ok ha. Cái gì nó cũng báo điềm trước, thì thầy nói vấn đề là gọi là cái đề rất là hay ha, không thể nào sai được ha. Nó còn đối với thí dụ thầy đó, thầy nói vấn đề đó là có tiền, còn khi chúng ta mà khi mà chúng ta thấy có điềm điềm xui về cái trực giác, thầy nói về trực giác ha, cái đó phải để ý nha. Mày cảm giác mình ngồi cái tự nhiên mình cảm thấy mình buồn, mình không biết mình buồn cái chuyện gì mà cảm thấy chuyện mình lo 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 thử như tiền bạc mình bây giờ mình cũng có rồi, trong nhà không có cái gì hết mà cảm thấy mình buồn, thì đương nhiên trong vòng một tuần lễ ha, sớm thì 3 ngày, có những người một trễ là một tuần, thì chắc chắn ha, thường thường thì một tuần lễ ha, nó ứng với cái vấn đề cái cảm giác của mình đó, và mình sẽ gặp chuyện. Thứ nhất, có thể là chúng ta có những người gặp một tai nạn gì đó rất là nguy hiểm. Thứ hai là có thể là chết mạng. Thứ ba là có thể là bị lường gạt. Có lường gạt sao, là mình gặp những người cái đó là ta dụ mình, người ta gạt mình, gạt về tiền ha, mình làm ăn gì đó, người ta lừa dối mình, là những cái là cái đó là mình gặp, sắp nữa mình gặp tiểu nhân nữa ha, gặp tiểu nhân người ta tới ta hại mình, nó là mình phải tránh. Thì Trung nói cái vấn đề này là về kinh nghiệm ha, là không thể nào sai được đó, chúng ta để ý đi. Còn đối với những cái bàn tay mà chữ nhất cũng vậy ha, chữ nhất thì nếu mà có trực giác này thì phải nên làm theo. Mà bàn tay tay trái chữ nhất thì thường sao là hay cãi lại, hay cãi lại cái trực giác của mình. Mấy người bằng tay nhất, nhất là bằng tay vuông ha, bằng tay vuông, bằng tay bè ha, là mà bằng tay nó ngang tàn. Đối với bằng tay mà chữ nhất, mà nếu bằng tay nhọn nữa, thì nếu mà có cái được cái trực giác vậy, chúng ta thấy những cái bằng tay nhọn á, lên thì chúng ta thấy không, những cái chùa đàn hay những cái gì đạo nào cũng vậy ha, cao đài cũng vậy ha, chúng ta thấy không, hình nhọn không thì cứ giống như một cái anten vậy, là bắt sóng để người ta thu, ta nhận được cái điển từ thiên nhiên. Anten mình cũng phải ở, mình cũng phải đưa lên những hình tháp đó, cái phát sóng này nọ chúng ta phải đưa lên, là hình nhọn hết đó, tất cả cái nhọn là nó quả. Thì cái trực giác như vậy á, thì mình làm theo. Thì thầy nói khi mà mình buồn, mình cảm thấy mình buồn, thì mình đừng có nên đi đâu trong cái tháng đó. Còn thí dụ mình làm ăn lớn thì khi mà ký hợp đồng, không ký hợp đồng, ký hợp đồng chắc chắn là sẽ bị gạt, bị lừa, thầy cam đoan luôn. Cái này là cái là bí quyết, cái này là kinh nghiệm đó, là thầy đã cũng đã bản thân cũng đã trải qua rồi. Thứ hai nữa là tất cả những cái gì mà thầy cũng đã đi hỏi cũng từng người ha, cái cảm giác như thế nào, thầy nói giống như người trúng số đó thì cảm giác như thế nào, nó là gì đó, thì cái người đó nói cảm giác ở trong vòng một tháng ha, nó tự nhiên ha, một tuần lễ một tháng, nó tự nhiên người ngủ có được, nó nung nô, nó đón một cái gì đó, một cái tin vui gì đó mà không thể tưởng được, nó phơi phới lắm, nó là điềm cá. Còn chúng ta mà ngồi tự nhiên ta buồn ở giờ không biết buồn cái gì mà vu vơ buồn này nào ha, là nó điềm xấu, nó buồn càng nhiều tự nhiên thì chúng ta ngồi nó buồn buồn, nó hồi hộp, nó lo gì, là cẩn thận. Thí dụ mình không có là cái người thân cũng cũng xấu đó, có những người kể lại đó, ngồi không biết tự nhiên buồn, bữa nay tự nhiên mình nôn nao, cái con người mình nó bứt rứt nó làm sao á, cảm thấy bao lo gì đó. Thì có những người nước ngoài kể đó, rồi sắp sửa ở trong gia đình cha mất, mẹ mất, anh em có tang đó,
là cái đó là rất là hay ha. Tại vì tất cả cái gì mà nó tới mình, cái khí nó tới mình là mình sẽ mình nhận được, nó sẽ báo trước ha. Tất cả gì cái đó là phần về cái gọi là cái giác hồn của mình, cái linh hồn của mình á. Thì nó lộn, giác hồn mà là con chó mới giác hồn á, còn mình là gọi là linh hồn. Ba hồn chính vía của mình là mình đã cảm nhận được hết. À, nhưng mà khi nó chưa tới, giống như chúng ta thấy một bão tới thì đương nhiên là mây nó kéo tới, sấm chớp này nọ ha, là nó mới đổ mưa đó. Thì con người mình cái giận cũng vậy, là có những người thí dụ như cái sát khí à, cái đó thí dụ như cái đó thì nói về vấn đề là sát khí vẫn tốt bình thường mà buồn ha, là cái chuyện đó là xui xui nhẹ. Còn khi mà sát khí của mình mà nó đen thì cái đó là nó càng nặng ha, càng nặng. Nó chúng ta thí dụ như cái tướng của ta phấp pháp à, mà hồng hào thì đương nhiên ta sắp sửa mà đón tài, mà khi mà chúng ta tự nhiên phát tướng mà tài không có thì sẽ yếu mạnh, cái đó là tất nhiên. À, giống như một cái cây mà chúng ta thấy một cái cây mà nó sao nó sung mà nó không có trái thì trước sau gì nó cũng phải chết nhát, nó là như vậy ha. Đó rồi thì chung hôm nay chia sẻ ngắn gọn cái vấn đề mà về cái trực giác ha, cảm giác chúng ta nên làm theo cảm giác để tránh được những tai họa. Cảm thấy buồn thì không nên đi, lo lắng thì không nên làm việc gì hết, tất cả việc gì hết. Nếu mà chúng ta cãi lại mà chúng ta làm thì 100% chúng ta bị thất bại, bị sai lầm, bị lừa dối, bị lường gạt. Nó cái gì chúng ta gọi là không biết thì đương nhiên là chúng ta đã bị lừa hết, nhất là cái trực giác như vậy. Bản thân thầy ở đây thầy cũng đã trải qua nhiều cái cảm giác như vậy, mà thầy chính đây thầy cũng đã bị thầy đây cũng đã bị biết. Thì thường thường giống như cái hạn mình nó gặp tới cái tháng nó tới tiểu nhân, cái người mà tới cái mình cái hạn gặp xong là mình đã làm, mình sẽ có người tới ha. Trong cái thời gian đó, không gian thời gian đó mình sẽ gặp được những cái chuyện đó vậy đó, bởi cái phước đức mình qua không qua vậy. Bởi vì những người tại nó năm nay trời cái tháng này tự nhiên nó hao tài, bị ra ngoài, bị giật điện thoại, bị trộm, bị cướp, rồi bị lừa này nọ, bị dụ đó. Thì chúng ta phải hết cẩn thận, thầy chỉ cách để chúng ta hóa giải được cái những cái xấu xảy ra ha. Cảm giác cái đó là ai cũng có hết. Chúng ta khỏi cần xem, thí dụ tôi xem ngày giờ tử vi này nọ nó ra thì nó cực ha, còn thì chia sẻ cái vấn đề là kinh nghiệm ha. Ai cũng đó là chúng ta phải để ý đó, để ý thôi. Nó giống như chúng ta đi đâu ta xuất hành đó, sáng đi xuất hành ở đâu đó, mà có ai cản trở, có ai làm gì bực mình thì nên cũng ở nhà, không được nên đi đó. Một cái ngày đó, đó mà đủ thứ chuyện thì mình cũng phải bỏ hết. Cái gì nó cũng có cái ngày tốt và ngày xấu. Hãy cái tốt nó tới thì nó tới liên tục, mà hãy xấu thì nó xấu dồn dập ha, dồn dập đó. Thì thầy chưa thầy chung chia sẻ cái cách mà gọi là để người ta gọi là tìm cát tìm lành mà tránh dữ. Thì có những người đạo sĩ ngày xưa tại sao người ta đi ẩn danh, tại vì khi người ta biết được cái quả tới cái đó người ta phải không gọi là xích đầu lộ diện. Mình xích đầu lộ diện là giống như mình giống đưa đầu ra thì cũng giống như giờ là ra mà gọi là để cho máy chém chém nó ghê lắm ha. Bởi chúng ta muốn cái muốn tránh được thì chúng ta phải mình phải biết tự lượng sức mình. Khi nào mới có cái câu gọi là xuất hành tốt, ta phải lựa ngày giờ xuất hành tốt. Thí dụ thì nói mình đi nhanh quá một cái, thí dụ giờ đó mình đi ra mình gặp từ đi đó gặp con rắn nó cắn, hay gặp xe nó đụng, hay điện nó giật, cái gì nó vô tình ha, thì nói chung là đủ thứ cái chuyện mà để hết. Mình đi trễ một chút thì nó đỡ, mình đi sớm một chút thì nó đỡ, thì bạn bởi cái xuất hành là ngày tốt ngày xấu. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại các bạn đó sau. Chúc mọi người này ha, cái này là rất là hay ha, mỗi người ai cũng biết ha, để mà tránh. Rồi thầy chung xin chào và chúc mọi người có một cái gọi là lánh dữ tìm lành, theo như thầy chung là chính xác 100% ha. Cái này là không thể nào mà nó sai được hết đó. Cái này là thầy chỉ. Có những người đôi lúc khi mình không có ngồi thiền, mình học mình không có để ý đến cái bản thân, cái mình nghĩ là cái chuyện này mình ghi được mình thôi, không phải như vậy ha. Cái đó là cái điềm từ nó thể hiện lên là cái làm cho cơ thể mình nó tiếp nhận được, nó làm cho con người mình nó buồn là như vậy. Buồn là xui, không biết buồn là buồn cái gì ha, mà khi cảm thấy vui phơi phới không biết cái gì trong lòng thì sẽ có đón tài. Cách nhận để biết mình khi mình biết là có tài hay là không, khỏi cần người ta nói. Cách này là cách rất là hay ha. Nó cách là cả hay, chúng ta khỏi cần đi xem bói luôn. Thầy nói vậy đó, cách là thầy chỉ đó. Cái đầu tháng thôi, trong cái đầu tháng thôi, mỗi tháng là chúng ta cứ 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 ngồi chúng ta tĩnh tâm coi giờ ở cái trong cái người mình coi như thế nào ha. Mình cảm thấy mình yêu đời không, mình có lo lắng gì không, có chuyện gì không. Mày cảm thấy tự nhiên mình không có chuyện gì không, mà cảm thấy mình phơi phới á, tiền bắt đầu nó sắp sửa may mắn nó vô,
ha, có cái tin gì báo tới đều may mắn, nhầm người có thăng quan tiến chức ha, này nọ ha, có lộc tới, quà ăn quà cáp, tin xa. Rồi thì Trung xin chào và hẹn gặp lại bài nói lần sau. Chúc mọi người có một cái trực giác quan của mình ha, báo sao thì mình nên làm theo vậy ha, đừng có nên cãi ha, đừng có nên mà suy luận quá ha. Chúng ta suy luận thì đương nhiên nó nhiều cái cũng thất bại lắm. Cái trực giác báo con người mình nó rất là hay. Cái này là thầy chia sẻ, thầy Trung chia sẻ bằng cái tâm ha, cái tâm đó để cho mọi người để biết con em mình đó, này nọ phải nên tránh. Cái này nó rất là hay. Chúng ta không thể nào mãi đâu. Có cái sự việc tới mình muốn tránh nó cũng không được, nó thân thầy đấy. Có lúc có những cái điều mà nó không gỡ, mình không muốn nó cũng sẽ xảy đến. Nhưng mà mình phải biết khi mình không vui thì mình bỏ, mình nhường, mình nhịn. Cái chuyện mình thắng, mình cảm thấy mình không buồn là cái điểm nó không tốt, thì mình cũng đừng cái chuyện ai, thì mình cũng đừng có xía vô chuyện ai, thì mình cũng đừng có hơn thua, mình cũng phải nhường ta bớt một chút. Mình chứ mình thừa thắng mình xông lên, mình muốn cứ gọi là cứ cứ cứ, cứ tới tới không lại có mất mạng như không. Rồi thì Trung xin chào.